Chào các bạn nha. Mình vừa mua hàng ở TikTok. Đơn giá 1.159.000. Mic thu âm Go check. Bây giờ mình sẽ bóc ra và khui hàng. Đấy. Cho anh em xem nhá. À, nào, ok chất lượng không? Con này kia con. Xong bọc rất kỹ. Thận này. Bọc kỹ. Hả? Nhẹ ra đây cho bố cái con bóc cho. Cái kéo ở bàn em như chưa? Con có kéo đây. Bóc quá. Khi xúc bì này anh em nên nhớ nhá. Trước khi nhận hàng ấy là không được xem. Phải quay trực tiếp. Có vấn đề thì bảo hành hay là có vấn đề gì lỗi đổi sao trẻ. Thẻ bảo hành anh em nhé. Vô check hướng dẫn này, tra cứu hoạt động điện tử bắt buộc. Bước 1 quét mã QR camera. Bước 2 điền vào gửi thông tin. Hàng này là nguyên bản nó cũng các bác nhá, nhớ là còn nguyên tem linh kiện này, quần áo chưa bóc ra, chưa sử dụng. Đấy, bóc cho anh em xem. Luôn đây nó chưa, mẹ đặt cái cửa hàng làm gì, mai mẹ đặt đây nhá. Cứ cẩn thận. Đấy, đây là hộp này. Đây là hộp này. Đây là hộp này, cắt thẻ đi. Túi đựng nha. Con kia con. Bông lọc gió này, chống ồn này. Hai. Sạc này. Và trầm. Đây, cửa sạc nhá. Sạc đi dây này. Đây là hộp này. Tối luôn. Rất tốt. Đây là mic 1 nha. Mic 2 này. Đây là đầu cắm vào điện thoại này. Đây là cục sạc này. Và có đầu đổi nguồn nhá. Đầu này là đầu đổi nguồn của iPhone. Alo. Tóm lại là đầu Android với
Đây, rác này dùng cho Oppo X này, đây dùng iPhone này, có hai cái đầu đổi, chuyển đổi. Ok, sau đây là kết thúc video. Sẽ gửi rất tốt. Xin chào các bạn nhé.